Một hành trình mà mỗi bước đi lên là một dấu son đáng tự hào về chặng đường phát triển đầy nỗ lực. Một ngôi trường với bề dày lịch sử trăm năm cổ kính là nơi ghi nhận dấu mốc tròn 45 năm hình thành của một mái trường giàu truyền thống, ra đời trong kháng chiến và thay da đổi thịt cùng đất nước, trường sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam. Nơi chứng kiến quá trình tròn 30 năm phấn đấu trưởng thành của ngôi trường chuyên ngành sư phạm đầu tiên sau ngày giải phóng, trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là nơi chứng kiến trọn vẹn hành trình 10 năm nỗ lực vươn lên trên tầm cao mới, chuyển mình ngoạn mục từ một trường cao đẳng chuyên ngành sư phạm trở thành một trường đại học đa ngành đa cấp, thu hút ngày càng nhiều thí sinh, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, xây dựng uy tín một thương hiệu đại học công lập ra đời non trẻ nhưng đã khẳng định được vị trí trong hệ thống các trường đại học trên cả nước. Đại học Sài Gòn. Năm, 30 năm hay tròn 10 năm, đối với nhiều người thì đó chỉ là những con số. Tương tự như trường sư phạm cấp 2 miền Nam, cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn chỉ là những cái tên. Nhưng với chúng tôi, đó là những con số biết nói, những cái tên đong đầy tự hào. Trong lòng các thế hệ giảng viên, cán bộ, công nhân viên đã từng gắn bó với chặng đường 45 năm qua, thì mỗi con số ghi lại một dấu mốc phát triển trên một hành trình đầy tự hào. Hành trình 45 năm Đại học Sài Gòn. Với đội ngũ chúng tôi, hành trình đó mang tên nỗ lực. Sau ngày thống nhất, một bộ phận trường sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam từ chiến khu về tiếp nhận cơ sở vật chất và hoạt động trên khuôn viên của trường Bác Ái cũ, tiếp quản trường quốc gia sư phạm Sài Gòn. Đây là ngôi trường mang phong cách kiến trúc Pháp, nhưng có những thiết kế biến đổi thích ứng với điều kiện khí hậu, tạo nên một không gian ấn tượng, mang dấu ấn đặc trưng. Từ dãy hành lang thoáng rộng, ô cửa sổ cao bao quanh lớp học, cho đến những bức phù điêu tinh tế trên tầng tháp cao, làm nên nét cổ kính trang nghiêm mà thơ mộng cho ngôi trường trăm năm tuổi này. Được thành lập theo quyết định 478 trên QĐ-TTT ngày 25 tháng 4 năm 2007, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chặng hành trình tròn 10 năm hình thành và phát triển tiếp nối được mang tên Đại học Sài Gòn. Với bề dày lịch sử 45 năm từ trường sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam, với truyền thống năng động, sáng tạo cùng sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, viên chức, học viên, sinh viên qua các thời kỳ từ cao đẳng sư phạm đến Đại học Sài Gòn là động lực để đội ngũ viết tiếp những thành quả mới. Đến nay, sau 10 năm nỗ lực, trường hiện có 14 phòng ban chức năng, 20 khoa, 1 viện, 6 trung tâm và 5 đơn vị trực thuộc. Bộ máy nhân sự có những bước phát triển vượt trội cả về số lượng lẫn chất lượng, với đội ngũ 15 phó giáo sư, 128 tiến sĩ, 421 thạc sĩ, là thành quả nỗ lực của tự thân đội ngũ, đào tạo và trưởng thành ngay trong nhà trường. Chất lượng đào tạo được quan tâm hỗ trợ nâng cao, quy mô đào tạo mở rộng với nhiều loại hình phong phú đa dạng, thu hút người học với 11 chuyên ngành cao học, 33 chuyên ngành cấp độ đại học và các chuyên ngành cấp độ cao đẳng thuộc các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, văn hóa xã hội, chính trị nghệ thuật và sư phạm. Hoạt động nghiên cứu khoa học và học thuật trong giảng viên và sinh viên tăng lên về số lượng và chất lượng. Những công trình được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế có số lượng ngày càng tăng. Hợp tác quốc tế được quan tâm đầu tư, liên kết đào tạo quốc tế tạo bước đột phá với các trường đại học IMC Cram Cộng hòa Áo, Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ, Đại học West of England Vương quốc Anh, Đại học Deakin Úc trong tư thế hợp tác bình đẳng và cùng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần được chăm lo đảm bảo,
giúp đội ngũ an tâm cống hiến, vững bước đi lên cùng sự phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Trường Đại học Sài Gòn đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Kết quả này có được từ quá trình triển khai công tác tự đánh giá cấp trường theo Bộ Tiêu chuẩn Chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo và hai đợt đánh giá toàn diện của đoàn chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Sài Gòn, cái tên mà đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ giảng viên với các thế hệ sinh viên nhà trường là nơi đong đầy tình cảm và chất chứa tự hào. Tự hào với chính nơi mà chúng tôi là một thành tố trong đó. Tự hào với những thành quả mà chính chúng tôi góp phần tạo dựng. Tự hào hành trình 45 năm Đại học Sài Gòn. Trên mốc hành trình tròn 45 năm thành lập Trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam, 30 năm phát triển của Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và cùng ôn lại chặng đường 10 năm nỗ lực xây dựng thương hiệu Đại học Sài Gòn. Toàn thể các bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường cùng nhìn lại những thành quả đạt được để hướng đến sự phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong tương lai, bắt đầu cho những dự định lớn hơn, những khát vọng cao xa hơn.